bốn vật dụng trong căn bếp âm thầm phá hoại sức khỏe gia đình của bạn. Đừng giữ bốn cái thứ này trong căn bếp, vừa phá hoại cái món ăn, vừa gây bệnh cho cả gia đình. Dù có tiết kiệm đến đâu, bạn cũng không nên giữ trong bếp, vì cái giá phải trả có thể là ung thư đến cả gia đình luôn. Trên thực tế, nhà bếp là nơi nguy hiểm hơn chúng ta tưởng, không chỉ bởi các vật dụng sắc nhọn hay là nguy cơ cháy nổ, mà còn tiềm ẩn rất là nhiều các tác nhân gây bệnh. Vậy, dù có tiết kiệm đến đâu, bạn cũng không nên giữ những thứ sau đây ở trong căn bếp nhà bạn. Những cái vật dụng này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị món ăn, mà còn có thể khiến cả gia đình bạn mắc bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. Thứ nhất, đó là thớt bị xước nhiều và bị nấm mốc, đặc biệt đó là thớt gỗ. Khi mà bị xước nhiều thì thớt sẽ bị nấm mốc và khó làm sạch hoàn toàn vì thực phẩm và nó sẽ bám vào các cái khe xước. Khi mà sử dụng thớt bị nấm mốc sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn, mà có thể gây độc cho cơ thể nè. Nấm mốc ở trên thớt gỗ có thể chứa các độc tố là alatoxin, cái chất đó là chất gây ung thư. Thứ hai là cái hộp nhựa sử dụng quá lâu bị ố màu. Cái hộp nhựa khi sử dụng quá lâu sẽ giải phóng các hóa chất độc hại như là BPA ngấm vào thực phẩm và có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng hộp nhựa nha để đựng thức ăn nóng hoặc là dùng trong lò vi sóng thì nguy cơ chất độc ngấm vào thực phẩm sẽ cao hơn. Tốt nhất bạn nên thay hộp nhựa thường xuyên, hoặc là khi mà hộp nhựa có những cái dấu hiệu bất thường như là biến dạng, có mùi lạ, hoặc là sau 1-2 năm chúng ta sử dụng thì chúng ta phải nên thay. Thứ ba là đũa tre, đũa gỗ bị mốc nè. Nhiều người có thói quen tiết kiệm, tiếp tục sử dụng những đôi đũa bị mốc và luộc lại, nhưng mà điều này không loại bỏ được hết nấm mốc và vi khuẩn, đặc biệt là alatoxin, một cái chất gây ung thư rất bền bỉ trước nhiệt độ. Tốt nhất là bạn nên thay đũa mỗi 3 đến 6 tháng một lần, ngay khi thấy đũa bị xước nhiều hoặc là bị mốc. Thứ tư là khăn lau, dẻ rửa bát dùng lâu ngày. Cái khăn lau hoặc dẻ rửa bát nếu mà chúng ta sử dụng quá lâu mà không được thay thế thì trở thành cái nơi sinh sôi của vi khuẩn, nấm mốc do thường xuyên và tiếp xúc với nước và thức ăn thừa. Đặc biệt là dẻ rửa chén thì thường được làm từ bọt biển hoặc là sơ mướp, có cấu trúc giữ nước và dầu mỡ rất là dễ tích tụ vi khuẩn. Tốt nhất là nên thay dẻ lau và dẻ rửa khoảng 2-3 tháng một lần, hoặc là khi có dấu hiệu bất thường. Hãy chú ý chăm sóc nhà bếp của mình, vì sức khỏe của cả gia đình bạn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường bếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu bạn thấy video này hay, có thể chia sẻ cho nhiều người cùng biết.